Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 5. Thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tiếng Việt lớp 5 tập 1 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và khi xem video, bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn tiếng Việt lớp 5 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống thì thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động ở trong bài Cánh đồng hoa. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với phần khởi động. Ở trong phần khởi động thì chúng mình sẽ trao đổi với bạn. Em có thể làm gì để góp phần cho khu phố hay là thôn xóm của em thêm sạch đẹp? Bây giờ chúng mình có thể thảo luận với các bạn và cho thầy biết là chúng ta có thể làm gì để góp phần làm cho khu phố hay là thôn xóm của em thêm sạch đẹp. Một số việc mà chúng ta có thể làm để góp phần cho khu phố và hoặc là thôn xóm trở nên sạch đẹp đó là gì? À đúng rồi, nhổ cỏ dại ở ven đường này, nhặt rác trên đường phố hay là nhắc nhở mọi người không xả rác bừa bãi và trồng thêm hoa dọc ven đường đi. Và hôm nay chúng ta cũng đến với một bài đọc đó là Cánh đồng hoa. Và bây giờ thì thầy sẽ đọc mẫu cho chúng ta nghe. Sau đó thì chúng mình cố gắng dừng video và đọc lại bài đọc. Bài đọc Cánh đồng hoa. Ở đầu làng có một đồng cỏ khá rộng. Gia ca, mư hoa, gia pờ rốc và mư nhơ thường rủ nhau tới đó vui chơi. Gia ca luôn mang theo chiếc trống nhỏ. Cậu vỗ trống rất hay. Mỗi lần gia ca vỗ trống, các bạn lại cùng múa hát tưng bừng. Thế nhưng gần đây, trên đồng cỏ, một bãi rác xuất hiện và cứ lớn dần, bốc mùi khó chịu. Các bạn nhỏ chẳng nô đùa, hò hét như mọi ngày. Cứ thế này, đồng cỏ sẽ thành bãi rác mất thôi. Mưa nhờ thở dài. Mưa hoa quay mặt đi, giấu những giọt nước mắt. Bọn mình còn đâu chỗ mà vui chơi. Gia ca, gia pờ rốc thì rầu rĩ, biết làm thế nào bây giờ? Bỗng mưa hoa hỏi, các cậu có thấy bầu trời như một vườn hoa không? Mưa nhờ gật đầu, cánh diều giống hoa ngũ sắc, đám mây giống hoa cúc trắng. Mưa hoa bật dậy, chúng ta sẽ biến nơi đây thành cánh đồng hoa. Mọi người không nỡ lấy cánh đồng đẹp làm chỗ đổ rác đâu. Các bạn nhỏ chụm đầu bàn tính và quyết tâm cải tạo đồng cỏ. Biết ý tưởng đó, nhiều cô bác trong làng đã hưởng ứng. Họ hồ hởi cùng các bạn bắt tay vào dọn rác, xới đất, gieo hạt, trồng cây, ngày ngày tưới nước, nhổ cỏ, bắt sâu. Cây đâm chồi, nảy lộc rồi nhú nở những bông hoa đầu tiên. 3 tháng sau, hoa đã đua nhau khoe sắc. Cúc bách nhật tím lịm, cúc vạn thọ vàng tươi, màu gà đỏ thắm. Quả nhiên, không thấy ai đến đây đổ rác nữa. Nhóm bạn vui mừng nhảy múa, ca hát giữa muôn hoa rực rỡ trong tiếng trống rộn ràng. Với cánh đồng hoa xinh đẹp, ngôi làng trở nên nổi tiếng, đón nhiều khách tới tham quan. Các bạn nhỏ và dân làng cười vui, cánh đồng hoa cũng như đang vui cười hạnh phúc, theo Lê Anh Vinh, Bùi Thị Diện. Như vậy là thầy vừa đọc cho chúng ta nghe bài đọc Cánh đồng hoa. Bây giờ chúng ta cố gắng dừng video và đọc lại bài đọc. Khi đọc thì chúng mình chú ý ngắt nghỉ hơi ở những dấu câu. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta phần tìm hiểu bài. Ở phần tìm hiểu bài thì chúng mình sẽ thảo luận và trả lời cho thầy 5 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là các bạn nhỏ có những hoạt động vui chơi nào trên đồng cỏ đầu làng và chuyện gì đã xảy ra ở đó.
Câu thứ hai là khi thấy đồng cỏ có nguy cơ trở thành bãi rác, các bạn nhỏ lo buồn thế nào? Các bạn đã có ý tưởng gì? Câu thứ ba là các bạn nhỏ đã thực hiện ý tưởng đó như thế nào và kết quả là sao? Các bạn có cảm xúc gì trước thành quả đạt được? Chúng ta sẽ đến với câu số 4 là tóm tắt nội dung câu chuyện theo gợi ý. Thứ năm sẽ là rút ra bài học từ câu chuyện này. Thì ở đây chúng ta thấy trong bài có một số câu mà lời đối thoại của các nhân vật thì chúng mình cần phải nhận giọng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thảo luận trả lời câu hỏi đầu tiên, đó là các bạn nhỏ có những hoạt động vui chơi nào trên đồng cỏ đầu làng và chuyện gì đã xảy ra. Ở đây thì chúng ta sẽ đọc đoạn 1 đúng không? Thì chúng ta sẽ đọc từ đầu cho đến các bạn lại cùng múa hát tưng bừng. Ở đây chúng ta có thể thấy các bạn nhỏ đã có những cái hoạt động vui chơi nào. À đúng rồi, chúng ta có thể thấy các bạn nhỏ có những cái hoạt động vui chơi đó là gì? À, vỗ trống và múa hát tưng bừng đúng không? Và các vui chơi đó là vỗ trống và múa hát tưng bừng trên trên cánh đồng cỏ ở đầu làng. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra ở đó? À đúng rồi, tuy nhiên thì có một chuyện đã xảy ra, đó là một bãi rác xuất hiện và cứ lớn dần lên, bốc mùi khó chịu. Các bạn nhỏ chẳng nô đùa hò hét như mọi ngày. Đó là những hoạt động cũng như là chuyện đã xảy ra khi các bạn nhỏ vui chơi. Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận trả lời câu hỏi số 2. Khi thấy đồng cỏ có nguy cơ trở thành bãi rác, các bạn nhỏ lo buồn thế nào? Và các bạn đã có ý tưởng gì? Thì ở đây chúng ta sẽ đọc tiếp đoạn văn từ cứ thế này cho đến là chúng ta sẽ biến nơi đây thành cánh đồng hoa. Mọi người không nỡ lấy cánh đồng đẹp làm chỗ đổ rác đâu. Vậy thì chúng ta sẽ đọc đoạn văn và cho thầy biết là khi thấy cánh đồng cỏ có nguy cơ trở thành bãi rác thì các bạn nhỏ đã lo buồn thế nào và các bạn ấy đã đưa ra ý tưởng gì? À, ở đây thì chúng ta có thể thấy là khi thấy đồng cỏ có nguy cơ thành bãi rác thì các bạn nhỏ thấy thế nào? À đúng rồi, rất là buồn đúng không? Và lo là không có chỗ để mà vui chơi. Và các bạn đã nảy ra một ý tưởng đó là gì? À chính xác, biến cánh đồng cỏ này trở thành cánh đồng hoa và nghĩ mọi người sẽ không nỡ lấy cánh đồng đẹp để làm chỗ đổ rác. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 3. Các bạn nhỏ đã thực hiện ý tưởng như thế nào và kết quả ra sao? À, vậy thì chúng ta sẽ đọc tiếp từ các bạn nhỏ chụm đầu bàn tính và quyết tâm cải tạo đồng cỏ cho đến hết bài. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là các bạn ấy đưa ra một ý tưởng, đó là trồng hoa trên bãi cỏ. Và biết được ý tưởng đó, nhiều cô bác trong làng đã hưởng ứng và họ hồ hởi cùng các bạn bắt tay vào dọn rác, xới đất, gieo hạt trồng cây, vân vân. Vậy thì ở đây chúng ta có thể thấy các bạn nhỏ đã thực hiện ý tưởng đó như thế nào và kết quả. À đúng rồi, chính xác. Các bạn nhỏ chụm đầu bàn tính và quyết tâm cải tạo đồng cỏ. Họ hồ hởi cùng bắt tay vào dọn rác, xới đất, gieo hạt trồng cây, ngày ngày tưới nước, nhổ cỏ, bắt sâu. Cây đâm chồi nảy lộc rồi nhú nở những bông hoa đầu tiên. Hoa đua nhau khoe sắc, cúc bạch nhật tím liệm, cúc vạn thọ vàng tươi và màu gà đỏ thắm. Đó là những cái công sức mà các bạn ấy là gì? Cải tạo đất rồi trồng hoa. Kết quả ở đây thì chúng ta thấy là gì? À, người ta đã không thấy ai đến đổ rác nữa. Và trước thành quả đạt được, các bạn có cảm xúc là gì? Vui mừng nhảy múa ca hát giữa muôn hoa rực rỡ trong tiếng trống rộn ràng đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 4. Câu hỏi số 4 thì chúng ta sẽ tóm tắt nội dung câu chuyện cánh đồng hoa theo các cái gợi ý. Ví dụ như gợi ý thì đó là niềm vui trong đồng cỏ này, nguy cơ đồng cỏ trở thành bãi rác và ý tưởng cải tạo đồng cỏ. Thực hiện ý tưởng và kết quả tốt đẹp thì ở đây chúng mình có thể tóm tắt câu chuyện ngắn gọn như sau. Đó là em có thể tóm tắt đó là nhóm bạn nhỏ vui sướng cùng nhau chơi trên đồng cỏ. Bỗng một ngày đồng cỏ xuất hiện một bãi rác bốc mùi.
Các bạn nhỏ lo lắng đồng cọ có nguy cơ trở thành bãi rác. Chợt một bạn nhỏ nảy ra ý tưởng cải tạo đồng cọ thành một đồng hoa. Ý tưởng độc đáo này được rất đông mọi người hưởng ứng, cùng nhau bắt tay vào và trồng các loại hoa đẹp. Cuối cùng đồng cọ với những bông hoa khoe sắc, không còn ai có ý định vứt rác ra nữa. Các bạn lại cùng nhau reo hò và đùa vui. Ở đây thì chúng ta có thể tóm tắt là như ở trên màn hình thầy đã gợi ý. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo, đó là em rút ra được bài học gì từ câu chuyện. Thì qua câu chuyện này chúng ta có thể thấy được là gì? À, chúng ta cần phải có những cách làm hoặc là biện pháp để khắc phục mọi vấn đề gặp phải trong cuộc sống. Không thể dễ dàng bị khuất phục trước những thử thách và chướng ngại, cản trở. Đó gọi là một bài học chúng ta cần rút ra ở trong cái bài Cánh đồng hoa này. Và qua bài đọc thì chúng ta cũng thấy bài đọc Cánh đồng hoa lan tỏa tình yêu thiên nhiên, yêu môi trường, niềm tin và hy vọng về việc biến môi trường thêm xanh, thêm đẹp, làm cho con người có ý thức tốt và tinh thần phấn chấn vui vẻ khi thực hiện. Đó cũng là nội dung của bài đọc Cánh đồng hoa. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần luyện tập. Ở trong phần luyện tập thì chúng mình sẽ xếp những cái từ in đậm dưới đây vào nhóm thích hợp. Chúng ta thấy là mỗi lần giác ca vỗ trống, các bạn lại cùng nhau múa hát tưng bừng. Bọn mình còn đâu chỗ mà vui chơi. Những từ mà in đậm đó là tưng bừng, vui chơi và hưởng ứng rộn ràng. Chúng ta sẽ xếp vào hai nhóm, từ nào thuộc vào nhóm động từ và những từ nào thuộc vào tính từ. Thì ở đây chúng ta có thể xếp như sau. Những động từ thì đó là vui chơi và hưởng ứng, tính từ đó là tưng bừng và rộn ràng. Bạn nào cũng đáp án như trên màn hình của thầy là đúng nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tìm từ có thể thay thế từ in đậm trong mỗi câu của bài tập 1. Thì chúng ta có thể thay từ tưng bừng bằng từ nào này, đúng không? Rồi từ thay từ vui chơi bằng từ nào, thay từ hưởng ứng bằng từ nào, thay từ rộn ràng và tưng bừng bằng từ nào. Chúng ta có thể thay thế cho từ tưng bừng. Tưng bừng ở đây nói đến một cái nghĩa đó là vui, đúng không? Vui tươi, phấn khởi chẳng hạn. Thì chúng ta có thể thay từ tưng bừng đó là từ gì? À, chính xác. Ví dụ như là thay cho từ tưng bừng thì phấn khởi, rộn ràng, vui tươi. Vui chơi thì chúng ta thấy nói về các hoạt động vui chơi của các bạn nhỏ thì đó là vui đùa, chảy nhảy hay là nô đùa. Đó là những từ có thể thay thế từ vui chơi. Từ thay thế cho từ hưởng ứng. Hưởng ứng ở đây thì nói đến một vấn đề mọi người đều đồng tình hưởng ứng một cái chủ đề nào đó, đúng không? Ví dụ thay từ hưởng ứng bằng đồng tình, ủng hộ hay là đồng thuận, nói về số lượng đám đông. Từ thay thế cho rộn ràng thì chúng là từ vui tươi, náo nhiệt và hân hoan. Một số từ chúng ta có thể thay thế cho những cái từ in đậm ở trong bài. Ví dụ mỗi lần giác ca vỗ trống, các bạn lại cùng múa hát, thay vào tưng bừng thì là gì? À, rộn ràng chẳng hạn. Hay là bọn mình còn đâu chỗ mà vui chơi, chúng ta có thể thay thế là bọn mình còn đâu chỗ mà chảy nhảy hay là nô đùa, vân vân. Bạn nào có cùng đáp án như trên màn hình của thầy là đúng nhé. Như vậy thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động ở trong bài đọc Cánh đồng hoa. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo những video tiếp theo. Xin chào và gặp lại các em trong những video sau.